Tả tra khảo. Bây giờ hãy cùng học tiếp bài 78, tương với phần 6 bài 27 quyển 2. Đầu tiên hãy nghe cách nói từ đừng trong đừng làm việc gì đó. Pía. Pía. Từ pía đã học trong từ đặc biệt. Thửa pía. Đừng buồn. Biến nán của. Biến nán của. Đừng buồn nữa. Nguyên văn là đừng buồn rồi. Biến nán của lọ. Biến nán của lọ. Chữ lơ ở cuối để biểu đạt sự thay đổi. Đừng ăn nữa. Biết chưa lọ. Biết chưa lọ. Đừng uống nữa. Biết khơ lọ. Biết khơ lọ. Đừng đi nữa. Ở đây điểm đến đã được hiểu ngầm, nên dùng chỉ để chỉ hướng đến điểm đến, đi xa khỏi phía người nói hiện tại. Biết chỉ lọ. Biết chỉ lọ. Đừng nói nữa. Biết xua lọ. Biết xua lọ. Đừng nói cái gì nữa, nguyên văn là cái gì đều đừng nói nữa. Sớm mơ đâu bía xua lọ. Sớm mơ đâu bía xua lọ. Hãy nhắc lại, đừng buồn nữa. Bía nán của lọ. Bía nán của lọ. Bạn không nhớ nhà à? Ní bù xiáng gia mà. Mình cũng hay nhớ nhà. Huế yế chẳng xiáng gia. Nhưng mà không cảm thấy trống trải. Tàn sư bù cảm tạo chì mùa. Hãy thử nói lúc ở nhà. Zài gia de shi hou. Bạn cũng có thể nói là giải gia sử. Giải gia sử. Từ sử trong sử khẩu. Lúc ăn cơm. Chí phản de sử khẩu. Chí phản sử. Lúc ngủ. Suy chào đờ sư hậu. Suy chào sư. Hãy nhắc lại từ đầu, đừng buồn nữa. Biến nán của lọ. Biến nán của lọ. Bạn không nhớ nhà à? Ní bù xiáng gia mà. Mình cũng hay nhớ nhà. 我也常想家. Nhưng không cảm thấy trống trải. 但是不感到寂寞. Mình có chị gái, còn có cả em trai nữa. 我有姐姐,还有弟弟. 我有姐姐,还有弟弟. Lúc ở nhà, bọn mình thường hay cùng nhau chơi. Tại gia de shi hou, wo men chang chang yi qi wan. Tại gia shi, wo men chang chang yi qi wan. Cho nên lúc cảm thấy trống trải. 所以感到寂寞的时候。所以感到寂寞时. Luôn nhớ họ. 总想他们. 总想他们.
cho nên lúc cảm thấy trống trải luôn nhớ họ. Suy nghĩ cảm đạo chi mùa sứ dũng sáng tha mần. Suy nghĩ cảm đạo chi mùa đờ sứ hậu dũng sáng tha mần. Bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Đổi nhân dân tệ hay là đô la? 换人民币还是美元? Dễ, khó. 容易难. Lâu lắm không gặp. 好久不见. Mượn sách. 借书. Công viên. 公园. Tiện thể thay mình mua ít hoa quả. 顺便替我买点水果. Giúp mình làm một việc. 帮我办一件事. Vừa hay hợp. 正合适. Vừa hay là. 正好是. Giáo viên năm nhất. 一年级的老师. Thời gian rảnh. 业余时间. Cách đây bao xa? Lý trở yếu tua yuán. Đường bộ, đường. Mã lũ. Không lấy tiền. Bú yào chén. Thứ hai tuần sau đi báo danh. Xả sinh chi chú bảo mình. Mỗi lần một tiếng. Mấy cử ý cửa xảo sứ. Có biết lái xe hay không? Huệ bú huệ khai chưa? Có bằng lòng đi không? Có đồng ý đi không? Nguyện ý chuy mà. Lợi hại như vậy à? Giỏi như vậy à? Nào mà lì khải. Để học thái cực quyền. Vì là xuế thái chí chuyến. Loại vận động gì? Sở mê huyền tổng. Đánh bóng rổ. Tà lán chiếu. Gọi điện thoại cho con. Cái ní tả tiền hỏa. Thắng. Yến. Chúc mừng. Chủ hợ. Học lớp TOEFL. Sảng thua phú ban. Cùng đi với mình, nguyên văn là bồi mình cùng đi. Thấy hối ý chỉ trụ. Cá và thịt bò. Yú khớ níu rẩu. Xét nghiệm phân. Khoa yển tả biển. Kết quả ra rồi. Chế quả chú lái lọ. Đã bị viêm đường ruột. Tớ là tráng yến. Kê một ít thuốc cho anh. Cái nỉ khai ý xe yào. Tiêu hóa không tốt. Xiao hóa bù hảo.
Tiêm một mũi cho anh. Kế ní tái y chân. Sao khóc vậy? Sao mà khu lở? Cảm thấy trống trải. Cảm thấy chỉ mùa. Nên buồn. Suy nghĩ nán của. Nhớ nhà rồi. Chẳng cha lợ. Tâm trạng. Xin chiến. Đừng buồn nữa. Biến nán của lợ.